Hôm nay ngày 6 tháng 3, tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Các gương điển hình tiên tiến tỉnh Yên Bái đã tham luận với nội dung về phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả xuất sắc như kinh nghiệm trong việc học tập và làm theo Bác và các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tích cực hưởng ứng phong trào phát huy sáng kiến giải pháp trong lao động sản xuất tại các đơn vị doanh nghiệp, phong trào phát triển khoa học kỹ thuật, đáp ứng tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với chủ đề đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dịp này, 70 tập thể, 78 cá nhân đã được vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa trang trọng tổ chức lễ trao tặng sách bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bạc Liêu lần thứ hai. Đến nay, tỉnh ủy đã xuất bản và tổ chức lễ trao tặng hai đợt với tổng số 2.029 cuốn sách bà mẹ Việt Nam anh hùng đây là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử văn hóa của tỉnh nhằm phát huy truyền thống cách mạng bồi dưỡng tinh thần yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn của đảng bộ nhân dân bạc liêu nói riêng dân tộc việt nam nói chung ngoài việc trao tặng sách cho các mẹ thân nhân gia đình của các mẹ việt nam anh hùng trong tỉnh ban thường vụ tỉnh ủy còn chỉ đạo trao tặng sách cho các cơ quan ban ngành có liên quan các cấp ủy và hệ thống thư viện điện tử tỉnh đến cơ sở nhằm tuyên truyền giáo dục khí phách vẻ vang của quê hương bạc liêu giàu truyền thống cách mạng và văn hóa